Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tuần Việt Nam. Hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2019 thì nhân cơ hội có khách mua cây 2767 thì mình sẽ cùng đi xuống đây test máy trực tiếp để trả lời cho các anh vừa rồi mua cái máy 2767 mà mở ốc xe không được. Mình cũng đã hứa với anh sẽ có một cái clip để test máy trực tiếp. Thì dù được hay không thì mình cũng sẽ gửi hoàn trả tiền lại cho anh nguyên cái bộ vừa rồi, bởi vì mình đã nhận lại cái hàng rồi. Hôm nay mình có dịp mình sẽ test luôn. Rồi, mời tất cả quý anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem cái đoạn clip test sau đây. Rồi, được chưa? Rồi. Được. Rồi, xếp lại. Bốc hết cỡ rồi, đúng rồi. Ủa vào đấy, nằm vào. Vào ra. Anh bấm ngay cái này nè. Ồ chưa. Đúng rồi, cái đó đang siết vào, cái này răng ngược. Đó. Đó ra đấy. Rồi. Đây là cái xe 2 tấn rưỡi. Rồi. Giờ anh xiết vô đi chứ còn hồi nữa. Đây là cái xe 2 tấn rưỡi mình đang dùng cái đầu tiếp là 41. Đó. Thì cái này là răng ngược. Vừa rồi thì có một anh cũng mở nhưng mà chứ không phải là mở ra. Thì cái máy này mình nhận lại nè, còn mới tin luôn. Để mình sẽ chuyển khoản trả lại tiền cho anh. Rồi về máy đáp ứng nhu cầu anh phải không anh? Rồi đem giao máy mới cho anh luôn. Đó. Rồi cảm ơn anh. Cho anh mượn cái đầu tiếp. Cải cái đầu đi chưa? Anh có lấy đầu tiếp vào luôn không? Bao nhiêu? Đầu tiếp này là 3 phần. Ờ không, cái này có. Cái có cái lấy cái này thì có này. Rồi lấy cái này thì ok. Đó. Cái này thì có lấy cái trong kia mình có cái ấy rồi. Dạ mình dạ. Có cái đầu của mình rồi. Rồi, về xuống tốt. Em đổi cái mới cho.